Yêu nhau lắm thì sẽ làm nhau đau thế thôi. Ok các bác, cảm ơn các bác theo dõi nhé. Đẹp quá. Chú anh chị, đấy, hôm nay trình bày các bác cô chú anh chị một cây xanh Nam Điền dáng trực, có thể một số bác gọi là trực núi cũng được, hay là dáng tháp kim tự tháp, hay là trực đại thụ thiên nhiên, đấy, theo lối mới thì bác gọi thế nào cũng được không nhá. Tóm lại là một cây trực và gốc bồ ngọn chỉ, thân cốt rất hay, chân bệ đẹp, thân cốt rất quái, rất cứ lồi lõm, cứ nổi cành nổi củ đó các bác này. Đấy, rất là hay. Và cái cỡ một người bên nặng rất phê. Cây này hoàn thiện nó xấp xỉ 40 phân. Hoàn thiện các bác nhá. Hiện tại đang trồng trên cái máng xi măng này là đường kính là 60. Nhưng mà cô chậu vào thì khoảng độ cái chậu 35 50 là đẹp. Là đẹp, là vừa. À vừa so với cây này. Thì cây này thì đấy các bác nhìn, bác chủ bác định hướng mặt này là mặt chính này, tôi lại chơi mặt này, tôi chơi mặt này chơi những cái nét quái của thân này. Và thực sự là thấy nó rất là hài hòa, rất hay, nó vừa mang cái tính hầm hố mà lại nó có cái tính nghệ thuật. Là vì sao? Là vì các bác nhìn để ý, các bác thấy những cái cây trực như này thường nó cứ thẳng tắp đúng không? Những cái thông đúng không? Nhưng cây này nó lại có cái nét điệu này, rất hay, tôi rất thích. Đấy, tôi rất thích bệ nở này, bệ rất nở. Và các bác có thể xem trên màn ảnh có thể thấy cái chỗ này nó lồi lồi. Nhưng mà cái chỗ này nó lại, đối với tôi, cái lúc mà tôi mua tôi nhìn trên màn ảnh tôi cũng chê cái chỗ này. Nhưng mà đúng là nhìn thực tế chỗ này là nó lại là cái đẹp. Đấy, không cần phải đục đẽo cái gì cây này hết nhá các bác nhá. Đấy, các bác nhìn đi. Đây, mặt chính này nhá, mặt chơi nhá. Mặt chơi này rất gồ ghề, rất gồ ghề, rất cổ thụ, rất lùn, thụ lùn. Tay cành hoàn toàn tự nhiên. Đấy, có cái nét điệu này, nét điệu chảy này. Nó rất là nhấn, điểm nhấn cho cây. Chứ mà tròn thu lu này, chỗ này tròn thu lu này thì cũng rất đẹp các bác. Nhưng mà thường các bác nhìn nó quen mắt rồi. Có một cái cây mà nó lại có một nét điệu này lên thì em nghĩ nó đánh giá nó cao hơn. Đấy, tay tiếp ra làm vách đây. Đấy, bên này có rồi đây, bên này cũng có rồi đây. Đấy, mặt này là mặt chính thì cũng rất thuận, rất hay. Đấy, chân bệ người ta đan từng cái rễ một này, từ cái lúc mà là cắt về phôi, cắt để lên chậu đây, xong rồi xòe ra những cái rễ này đây, người ta đan từng cái rễ. Cái chuyện đấy là chuyện tỉ mỉ thì thôi mình không nói, nhưng mà để người ta cũng khá là tỉ mỉ. Có điều là làm tay cành thì phải nói là tôi chưa ưng lắm. Tất nhiên cái cốt thì tuyệt vời rồi. Và tôi đang tính là sẽ sửa cái tay này gấp cái tay này xuống cho nó đỡ vảnh. Nếu mà cần thiết có thể bỏ luôn cái tay này, rất vô tư, thì bỏ thì nó trong tích tắc thôi. Nếu mà có thể dùng được thì dùng. Tay này thì cũng cắt đi luôn, vít thập xuống thì cắt đi luôn. Đấy. Và cái tay này cũng làm tí. Chỗ này làm một chút, chỗ này bựa một chút xuống. Là hơi vảnh. Đấy. Đấy. Cái này thì cứ nuôi đã, một thời gian nữa sẽ cắt. Này cũng vậy, làm cái đầu này chút. Đấy, bác này bác hay lấy phần mầm dương, ví dụ đây, hay lấy mầm dương. Nên nhiều khi nó cũng đôi chút là lạ. Đấy, có một cái sẹo hạ cổ đây thì có cái rễ vắt xuống đây thì không vấn đề gì, rất nhiều rễ vắt xuống đây, sau tôi sẽ đục rửa đây một tí nữa là ok. Đấy, ngon, thực sự ngon. Mặt này các bác nhìn sẽ thuận, cứ ngon đúng không? Đấy, tôi thích chơi mặt kia. Đấy, thì bây giờ tôi sửa tay các bác nhá, tôi sửa tay và nay mai tôi đánh lấy bàn chải, tôi đánh những cái chỗ này đi, nó bị nước tưới các bác. Nó không phải là da đen đâu, nó bị nước tưới. Nước tưới. Đấy, nước tưới. Lúc đầu mình xem cứ tưởng sẹo, không phải đâu. Da nó bị tưới như thế này.
Đây, già, thuộc loại già này các bạn. Chưa già đây nhưng mà rất già đấy. Ok, sửa tay các bạn nhé. Thank you.
chỉnh sửa nhẹ một tí thôi, không có làm nhiều. Vì những cái đầu cành bác này bác ấy, đầu cành và răm bác làm hơi khác tôi một chút. Về thân cốt và về cách làm bệ thì tôi miễn chê rồi. Đấy, nhưng mà tay cành ấy thì bác ấy hay lấy phần tay dương đây, ví dụ tay này hay lấy phần dương này, thì nó sau này thì nó cũng có một cái nét lạ đấy, thì tất nhiên về sau này thì nó mới hay được. Thì bây giờ thì cảm giác nó hơi gồ ghề một chút xíu đấy, và là cái kiểu lấy tay mầm dương nhá, lấy mầm dương nhá đấy, thì sau nó cũng sẽ là một cái nét nghịch cây riêng riêng biệt. Thì tóm lại cơ bản là cái cây này, cái tay này nó hơi vảnh thì tôi cho nó xuống là cái những cái đầu màu này đây, hai phát dần xuống này, hai phát phổ xuống này, và cái bông này đấy, bông này đấy. Còn mặt này thì không làm gì cả đấy, chơi mặt này cũng rất ok. Xa xa hơi liêu siêu một tí, thế mới đặc biệt cơ. Hơi liêu siêu. Các bác nhìn cái bộ chân móng này. Bộ chân móng này. Đấy. Trên này u nần rồi đó, cũng nổi này. Xong đến chân móng này. Đấy. Chứ không trơn tuột một cái thân như bình thường các bác đấy, nó rất quái, rất lạ. Phần thân là giống cái phần thân cái cây lão của quê tôi ấy. Của tôi ấy. Cái nem điền bằng lão thôi này. Thì cái này thì một thời gian nữa thì mọi chỗ nó đều như cái tay này này, vì ra là ok, bên này họ mòm sắp được rồi này. Đấy. Và làm thêm cái chỗ ngọn này một chút xíu nữa, chích một tí này là ok. Đấy, cho nó đỡ béo cái ngọn này. Đấy, là ok. Và trồng ngửa người phía này một chút nha các bác, trồng ngửa phía này một chút nữa. Đấy, thì lúc đấy chơi cả hai mặt tuyệt vời. Thì lúc đấy tôi không phải phẫu thêm cái tay này xuống nữa mà là đẹp rồi. Đấy. Kinh khủng không? Các bác nhìn kinh khủng khiếp không? Kinh khủng khiếp. Trên mặt này nha các bác, bệ rộng, bệ rất rộng nha. Phê lắm các bạn, cái cỡ này mà lúc tôi mua tôi bảo là nếu có xấu làm kiểu gì cũng đẹp, với cái form dáng với cái tay cảnh dữ liệu như này, kiểu có xấu bây giờ phôi mà làm sau này cũng rất đẹp, rất giá trị đối với những cái cốt như này các bạn. Đấy, nó cũng rất ít, không có nhiều cốt như này. Đấy. Và nó độc đáo một chút là nó lạ. Lạ không nhá. Lạ. Ok các bác, quay nhiều thì cũng đến thế thôi. Thì chia sẻ với bác có một cái câu chuyện buồn với cây này. Là cũng là do tôi thôi. Lúc tôi mua cây này về thì có một ông anh cũng thấy thích, tôi có khoe, thì tôi có trong cái lúc hứng lên tôi có hứa là để lại cho bác ấy và để lại và kiểu con mình lấy hộ, không tính tiền gì cả. Thì nó về đến đây thì tôi thấy nó thích quá, thì cái lòng tham về nghệ thuật chứ không phải là tham tiền đúng không nhé, mới trả mấy ông tiền tôi không bán đâu, tham về nghệ thuật tôi giữ lại, và kết quả là mất anh em. Thực tế là mất anh em là do tôi. Anh ấy cũng rất khái tính, tham tính. Thì có lẽ là tôi chấp nhận mình sai và ích kỷ, giữ lại cái này. Chấp nhận này các bạn. Đấy, yêu nhau lắm thì sẽ làm nhau đau thế thôi. Ok các bạn, cảm ơn các bạn theo dõi nhé. Đẹp quá.